Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 46 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thốn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ đế hạo dắt nhóm gia chủ của các gia tộc bao gồm cả bà cụ nhà họ tiêu vào đại điện của tòa nhà chính cùng với hoác mãng chờ đợi tin tức từ núi vạn nhân bên kia khoảng hơn nửa tiếng trôi qua đột nhiên hai tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên đế hạo và hoác mãng nhìn nhau không hẹn mà cùng lấy điện thoại của mình ra liếc nhìn đồng từ ghẽ co lại điện thoại gọi đến chính là nhóm người giữ lại ở núi vạn nhân bên kia cuối cùng đã có kết quả rồi sao kết quả này với hoác mãng cũng vậy với đế hạo cũng thế với tất cả mọi người mà nói đều là mấu chốt quan trọng nhất là bà cụ nhà họ tiêu sau khi vào cùng với đế hạo bà cụ cố ý ngồi ở một góc không bắt mắt cách hoác mãng rất xa sợ rằng hoác mãng không lấy được thứ mình muốn đầu nóng lên lại lấy bà ta ra để khai đau bây giờ bà ta rất sợ hãi nghịch từ tiêu nhất thiên kia nhất định phải chết nhất định phải chết. Bà cụ lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, hy vọng chỉ cần tiêu nhất thiên chết, tìm thấy thi thể thần lằn vải đen, dập tắt lửa giận trong lòng của Hoắc Mãng. Hơn nữa, theo kế hoạch ban nãy của đế hạo, chỉ cần xác nhận cái chết của tiêu nhất thiên, đế hạo sẽ đối phó với Hoắc Mãng. Nhưng... Sau khi nhận điện thoại, đế hạo và Hoắc Mãng đặt điện thoại lên tay. Chỉ lắng nghe, rất ăn ý, không lên tiếng. Chuyện này khiến cho bà cụ nhà họ tiêu rất căng thẳng. Khoảng nửa phút trôi qua. Được, tôi biết rồi. Đế hảo cúp điện thoại trước. Sắc mặt có chút u ám nhìn về phía khoác mãng. Ngay sau đó, một tiếng vang chói tai chuyển đến. Chỉ thấy hoác mãng nắm điện thoại, đột nhiên dùng sức. Điện thoại còn đang kết nối, chớp mắt đã bị gã siết chặt trong tay. Bóp thành một đống sắt vụn. đầu ngốc cũng nhìn ra, hoác mãng không hề có được kết quả mà gã muốn. Không khí trong đại điện chớp mắt như chìm vào đáy cốc. Trong không khí dường như lan tràn sát ý khiến cho lòng người run sợ. Bà cụ khét nuốt nước bọt, có loại xúc động muốn chạy trốn. Chưa chết. Hoặc máng tiện tay, vứt sắt vụn xuống sàn hừ lạnh nói. Tiểu nhất thiên, tên khốn đó, quả nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Cậu ta cố ý rơi xuống vách đá, lấy lui làm tiến. Lúc trước, ở vách hồi đầu, sau khi tiêu nhất thiên và thằn lằn vảy đen rơi xuống vách đá vạn trượng hoặc mạng đã mơ hồ cảm thấy khả năng này lại chưa từng nghĩ đến bây giờ khả năng cực kỳ nhỏ bé này lại biến thành sự thật bị chơi rồi bây giờ gần như là có thể khẳng định bắt đầu từ lúc hoác mãng dẫn người đến tòa nhà tuyên đức đã trúng gian kế của tiêu nhất thiên bị tiêu nhất thiên cả đường dẫn đến núi vạn nhân dụ đến vách hồi đầu đùa giỡn xoay vòng vòng thú vương tạm thời bớt giận đế hảo khuyên nếu như bọn họ không tìm thấy thi thể của tiêu nhất thiên và thần làn vầy đen cho thấy rõ tiêu nhất thiên có thể vẫn còn sống thần làn vầy đen cũng có thể chưa chết chỉ cần nhanh chóng tìm ra thần làn vầy đen thú vương vẫn còn cơ hội để tiến vào minh cảnh tuy nói như vậy nhưng trong lòng của đế Hạo lại âm thầm thở vào nhẹ nhõm tiêu nhất thiên chưa chết vậy thì không cần phải mạo hiểm lớn như thế trở mặt với hoác mãng Tiếp theo, vẫn có thể lợi dụng hoắc mãng để tiêu diệt phe phái đế khầm. Dù sao, trong kế hoạch khi trước của đế hạo, vốn dĩ không định quyết chiến sinh tử với hoắc mãng sớm như vậy. Là tên hoắc mãng này không chịu được kế khích tướng, biết tìm đế hình tìm tiêu nhất thiên, lập tức đến liều mạng với tiêu nhất thiên. Giờ thì hay rồi, xoay tới xoay lùi, cuối cùng thì lại trở về khởi điểm giữ lại tiêu nhất thiên đến tìm nhà họ lâm báo thù giữ lại hoắc mãng đối phó với đế khâm quả thật là hoàn hảo hơn nữa tiêu nhất thiên kéo theo thằn lằn vảy đen của hoắc mãng bỏ chạy ngược lại lại giúp cho đế hạo chuyện lớn nếu không đế hạo phải phí hết công sức nghĩ cách kéo dài thời gian hoắc mãng tiến vào minh cảnh tìm cái sắm thằn lằn vảy đen rơi vào tay tiêu nhất thiên không thể sống được hoắc mãng tiện tay vùng một cú đấm đập nát cái bàn trà bên cạnh sau đó bật dậy bước về phía bà cụ nhà họ tiêu đang ngồi trong góc mắt hồ trừng lớn vừa đi vừa nói tiêu nhất Thiền chưa chết bà già này phải chết lồng tờ của bà cụ lập tức dựng đứng ra đầu muốn nứt ra suýt nữa thì sợ đến mức tè cả ra quần trời ơi đúng là sợ chuyện gì thì chuyện đó đến tôi đã trêu chọc ai chưa bà cụ theo bản năng muốn chạy lại trễ một bước bà ta vừa đứng lên hai hồ tướng đi theo hoắc mãng đã xuất hiện trước cửa đại điện chặn đường lui của bà ta. Thú vương, tôi... Mắt thấy hoắc mãng bước đến gần, bà cụ có cảm giác từ thần kéo đến, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đế hạo, mà lần này đế hạo lại làm ngơ, hoàn toàn không có ý định ra tay. Thời khắc tuyệt vọng, bà cụ vì mạng sống buột miệng nói, tôi có cách giúp thú vương thuận lợi tiến vào minh cảnh. Mà lúc này, hoắc mãng đã đi đến trước mặt của bà lão, vươn tay ra. Đồng từ của hoắc mãng đột nhiên co lại, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống bà lão, tay phải dừng lại trên đỉnh đầu của bà lão, trầm giọng nói, nếu bà lừa tôi, không chỉ chết, hơn nữa, sẽ chết rất thảm. Không chỉ hoắc mãng, tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm cả đế hạo, đều bị câu nói này của bà cụ khiến cho chấn động. Sau khi chấn động, cảm thấy vô cùng khinh thường. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía bà lão như một tên ngốc, vì mạng sống mà hoàng đến mức nói không lựa lời mang theo vài phần đồng tình, thêm vài phần khinh bỉ. Nhất là đế hạo, càng khịt mũi xem thường, trong lòng thầm nói, bà có cách sao? Bà có cách cái xăm? Trừ lợi dụng đỉnh luyện rồng, luyện hóa linh thú cấp cao già, tôi đường đường là thái tử, còn không biết có cách gì, có thể khiến cho cao thủ ám cảnh đột phá chướng ngại cảnh giới, tiến vào hàng ngũ minh cảnh. Lẽ nào, mẹ nó, bà còn lợi hại hơn cả thái tử như tôi sao? Nhìn xem bà có thể làm gì Tôi có cách, tôi thật sự có cách mà. Bà cụ như bắt được cọng rơm cứu mạng, gật đầu như dã tỏi vội vàng nói. Nghe ý của Thú Vương và Thái tử Điện Hạ ban nãy. Thú Vương muốn tiến vào minh cảnh, cần Thái tử Điện Hạ lấy đỉnh luyện rồng, còn cần thằn lằn vầy đen, dị thú có huyết mạch mạnh mẽ, có đúng không? Nói rồi, bà cụ nuốt nước bọt, vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hỏi, nếu huyết mạch đủ mạnh, nhưng không phải dị thú, mà là người, có được không? với cách cụ thể từ ám cảnh lên minh cảnh, trước giờ đều là tuyệt mật hoàng tộc, không truyền ra ngoài. Bà cụ tự nhiên không biết, cho nên bà ta là đang cược, cược thắng có thể sống, thua thì phải chết. Người sao? Hoác mã nghi ngờ nói, mẹ nó, bà nói chuyện cho rõ ràng, có ý gì chứ? Ngược lại, sắc mặt của đế hạo khẽ biến, dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt kinh dị nhìn bà lão hỏi. Người mà bà nói, chắc không phải là tiêu nhất thiên đấy chứ? Đúng, chính là nó. Bà cụ lập tức gật đầu, dòng điệu vô cùng kiên định nói. Nếu bàn về huyết mạch, nhìn khắp nước đại hạn này, người có huyết mạch mạnh hơn nhiệt từ tiêu nhất thiên, e rằng không có mấy ai. Cho dù là huyết mạch hoàng tộc của Thái tử Điền Hạ, cũng chưa chắc hơn nó. Bà cụ cũng bị ép đến sốt ruột, nói lời kinh người không chết không thôi. Bà to gan, Bà cụ vừa dứt lời, đoàn anh Tú, gia chủ của nhà họ đoàn cách bà ta gần nhất, sắc bén quát. Thần phận thái tử điện hạ tôn quý bậc nào, huyết mạch của hoàng tộc cường thịnh thế nào chưa? Tiêu Nhất Thiên chỉ là con cháu nhà họ tiêu của bà, có tư cách gì để so sánh với thái tử điện hạ? Bà đây là tội bất kính, tội đáng xử chạm. Bất kính, trước mặt đế hạo, nói huyết mạch hoàng tộc không bằng con cháu nhà họ tiêu, quả thật là mạo phạm với đế hạo, bất kính với hoàng tộc. Nhưng... Trước mặt sống chết, bà cụ mặc kệ bất kính hay không, cắn răng nói. Câu nào tôi nói cũng là thật, không có nửa lời giả dối. Nếu nói bậy, nguyện lấy cái chết để tạ tội. Bà ta nhìn chầm chầm đế hạo hỏi, mong thái tử điện hạ nghĩ kỹ lại. Năm năm trước, tiêu nhất thiên có thực lực gì? Tiêu nhất thiên bây giờ lại có thực lực như thế nào? Chỉ ngắn ngủi có năm năm, nếu không phải huyết mạch đủ mạnh mẽ, sao nó có thể tiến bộ thần tốc như thế? như ngồi trên hỏa tiễn trực tiếp chạm đến ngưỡng cửa minh cảnh chưa nói rồi bà ta lại nhìn về phía hoác mãng hỏi tiếp thú vương anh hùng cái thế thiên tư vô song nhưng cho dù là cậu tu hành đến cảnh giới hiện tại e rằng cũng phí thời gian mấy chục năm cùng với vô số tâm huyết có phải không năm năm cậu có thể trong vòng năm năm vượt qua ám cảnh bước nửa bước vào minh cảnh không Lời nói của bà lão vô cùng lớn tiếng, liên tục truy hỏi, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người chấn động. Năm năm trước, Tiêu Nhất Thiên vẫn là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tiêu ở Kinh Thành, trừ hoắc mãng ra, người ngồi ở đây ít nhiều cũng có chút hiểu biết về Tiêu Nhất Thiên. Biết rõ lúc đầu Tiêu Nhất Thiên có thực lực như thế nào, mà bây giờ, giống như bà cụ nói, trong vòng 5 năm, tốc độ tiến bộ của Tiêu Nhất Thiên quả thật là quá nhanh nhanh đến mức khó tin, cho dù đế hạo sở hữu huyết mạch hoàng tộc chính tông cũng không thể không thừa nhận, ông ta không làm được. Từ góc độ này mà nói, bà cụ cho rằng huyết mạch tiêu nhất thiên mạnh mẽ hơn hoàng tộc cũng không coi là nói bậy. Nhưng... Tại sao chứ? Lẽ nào huyết mạch của nhà họ Tiêu đã xảy ra dị biến trên người của Tiêu Nhất Thiên sao? Không nghĩ ra. Đế hạo không chớp mắt, nhìn chằm chằm bà lão, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chầm giọng nói nếu huyết mạch con người đủ mạnh quả thật có thể thay thế linh thú cao cấp được đình luyện rồng luyện hóa trợ giúp cao thủ ám cảnh đình cao thăng lên minh cảnh nhưng theo tôi biết bố của tiêu nhất thiên là tiêu thanh sơn con trai của bà mẹ của tiêu nhất thiên chẳng qua chỉ là người phụ nữ bình thường của một gia tộc nhỏ bé ở hải thành không biết chút võ đạo sự kết hợp của hai người họ sao có thể khiến huyết mạch của nhà họ tiêu chẳng những không giảm còn tăng lên, trở nên mạnh mẽ hơn được chứ? Huyết mạch có thể di chuyển, cũng có thể luyện hóa. Nhưng huyết mạch thông qua di chuyển, trừ phi huyết mạch của cả hai người bố mẹ đều rất mạnh mẽ, mới có thể sinh ra con trai con gái có huyết mạch mạnh hơn, bằng không sẽ chỉ càng lúc càng yếu đi. Đời sau không bằng đời trước. Ví dụ, Tô An Nhiên là con gái của Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam. Huyết mạch giữa Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam hoàn toàn dung hợp trong cơ thể cô bé. Tuy huyết mạch của Tiêu Nhất Thiên rất mạnh, nhưng Tô Tử Lam chỉ là người bình thường. Cho nên lúc trước, Tô An Nhiên bị Hoác Đình Kiên tiềm nước thánh lưu ly, cho dù kích hoạt huyết mạch đặc biệt của mình cũng không thể mạnh như Tiêu Nhất Thiên. Chỉ ở khoảng giữa Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam, Tiêu Thanh Sơn và Đỗ Thanh Trúc cũng như vậy tiêu thanh sơn sở hữu huyết mạch của nhà họ tiêu mà đỗ thanh trúc chỉ là người bình thường tiêu nhất thiên là con trai của bọn họ theo lý mà nói huyết mạch không thể mạnh bằng tiêu thanh sơn mới phải thái tử điền hạ có điều không biết bà cụ hít sâu một hơi cắn răng hừ lạnh nói đúng như thái tử điền hạ nói nếu nghiệt từ kia thật sự là con ruột của hai người huyết mạch căn bản không thể mạnh mẽ đến như vậy thế thì nếu không phải thì sao chứ Lời nói của bà lão như sấm sét nổ tung trong đầu của tất cả mọi người. Ý của bà là... Đồng tử đế hạo bỗng nhiên co lại sắc bén hỏi. Tiêu Nhất Thiên không phải là con trai ruột của Tiêu Thanh Sơn sao? Không, bà cụ lắc đầu nói. Nó là con trai ruột của Thanh Sơn, nhưng không phải là con ruột của tiện nhân Đỗ Thanh Trúc. Đế hạo truy hỏi. Vậy mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên là ai? chính vì sự dung hợp huyết mạch giữa bố mẹ có thể trực tiếp ảnh hưởng thậm chí quyết định căn cơ thiên phú đời sau cho nên liên hôn giữa các gia tộc lớn trước giờ rất chú trọng môn đăng hộ đối không chỉ môn đăng hộ đối về thân phận và địa vị quan trọng hơn là môn đăng hộ đối về huyết mạch dù sao chỉ có huyết mạch của cả hai phía bố mẹ cùng mạnh mẽ sau khi dung hợp mới có thể tạo ra con cháu đời sau có huyết mạch mạnh mẽ hơn Lúc đầu, Tiêu Thanh Sơn quyết ý muốn cưới Đỗ Thanh Trúc làm vợ, chính là môn không đăng, hộ không đối. Không chỉ bà cụ cần lực phản đối, cũng dẫn đến không ít sóng gió dư luận trong cả kinh thành. Gần như tất cả mọi người đều biết Đỗ Thanh Trúc không xứng với Tiêu Thanh Sơn. Hai người kết hợp, quả thật là phí của trời, lãng phí huyết mạch ưu tú của nhà họ Tiêu ở kinh thành nếu không phải ông cụ làm chủ dẹp yên bàn tán của mọi người dùng áp lực cực lớn tác thành hôn sự của tiêu thanh sơn và đỗ thanh trúc thì e rằng đỗ thanh trúc không thể bước vào cửa lớn của nhà họ tiêu ở kinh thành được nhưng ai mà ngờ tiêu nhất thiên không phải do tiêu thanh sơn và đỗ thanh trúc sinh ra không phải là con trai ruột của đỗ thanh trúc chứ không phải đỗ thanh trúc thì còn có thể là ai đây Huyết mạch của nhà họ tiêu ở Kinh Thành tuy không tệ, nhưng lại không thể sánh với huyết mạch hoàng tộc của đế hạo. Cố tình, thiên phú của tiêu nhất thiên lại vượt xa đế hạo, chỉ có hai khả năng. Hoặc là huyết mạch mẹ ruột của tiêu nhất thiên cũng ưu tú như nhà họ tiêu ở Kinh Thành, sau khi dùng hợp lại vượt lên một bậc, tăng mạnh trên người của tiêu nhất thiên. Cũng vì vậy mà hơn hẳn huyết mạch hoàng tộc, hoặc là huyết mạch mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên vốn dĩ mạnh mẽ hơn hoàng tộc. Hơn nữa, không chỉ mạnh hơn một chút, sau khi dùng hợp cùng huyết mạch của nhà họ Tiêu, cho dù bị huyết mạch của nhà họ Tiêu kéo chân sau, vẫn vượt xa huyết mạch hoàng tộc. Khả năng thứ nhất cao hơn, nếu là khả năng thứ hai cũng quá dọa người rồi, thậm chí là khủng khiếp. Nhưng bất kể là khả năng nào, thân phận bối cảnh của mẹ ruột Tiêu Nhất Thiên tuyệt đối không tầm thường, ít nhất sẽ không yếu hơn nhà họ tiêu ở kinh thành đây dưới ánh mắt chăm chú kinh ngạc và hàm chứa mong đợi của tất cả mọi người bà cụ do dự một lúc lần nữa lắc đầu cẩn thận nói thân phận thật sự của mẹ ruột nhiệt từ kia tôi vẫn luôn luôn điều tra nhưng không có chút tiến triển tôi nghĩ hẳn là chỉ có kinh tùng thanh sơn và tiện nhân đỗ thanh trúc kia mới biết được nội tình năm năm trước kinh tùng và tiện nhân đỗ thanh trúc đã chết chỉ có thanh sơn như bốc hơi khỏi nhân gian đột nhiên mất tích không có tin tức lúc đầu tiêu nhất thiên ra tù tôi và quốc nguyên phái người đến hải thành muốn bắt nó về là muốn dùng mạng nó ép thanh sơn xuất hiện chỉ không ngờ nó che đậy tai mắt người khác lén lút hành động tiến vào quân đội đồng thời kích hoạt huyết mạch thực lực tăng mạnh đã không còn là người của nhà họ tiêu có thể đối phó sau khi đầu nhập thái tử, bà cụ cũng biết được từ miệng đế hạo thân phận lang vương bắc cảnh của Tiêu Nhất Thiên. Bà ta hối hận muốn chết. Nếu biết thực lực, che giấu của Tiêu Nhất Thiên, sao bà ta có thể để mặc Tiêu Quốc Nguyên làm loạn, sơ ý khinh địch, hết lần này đến lần khác thất bại trong tay của Tiêu Nhất Thiên. Để Tiêu Nhất Thiên từng bước từ hài thành đánh vào kinh thành. Đáng tiếc, hối hận thì cũng đã muộn. Không biết sao, đế hạo lạnh lùng nói vậy sao bà biết tiêu thanh sơn nhất định là bố ruột của tiêu nhất thiên mà đỗ thanh trúc thì lại không phải mẹ ruột của tiêu nhất thiên chưa sự việc quan trọng không thể chấp nhận nửa phần lừa gạt đế hạo nhất định phải làm rõ trên người của tiêu nhất thiên rốt cuộc đang chảy dòng máu của ai nhóm máu bà cụ nói lúc đầu là vì nhóm máu lúc nhỏ tiêu nhất thiên từng bị bệnh nặng một lần cần phải chuyển máu Thanh Sơn là nhóm máu AB, tiện nhân kia là nhóm máu A, bố mẹ sở hữu hai loại máu như thế, không thể sinh ra đứa nhỏ có nhóm máu O được. Cố tình Tiêu Nhất Thiên lại có nhóm máu O, cũng chính là nhóm máu gấu trúc. Hừ lạnh một tiếng, bà cụ lại nói, sau khi phát hiện chỗ không ổn, tôi lặng lẽ phái người làm kết quả giám định bố con, kết quả giám định viết rất rõ ràng, Tiêu Nhất Thiên là con trai ruột của Thanh Sơn, tiện nhân kia lại không phải là mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên. Từng câu đều nói rất hiền ngang, hiển nhiên không phải là nói dối. Thì ra là vậy. Sắc mặt của đế hạo lạnh lẽo, gật đầu, trầm giọng nói. Liên quan đến thân phận thần bí của người phụ nữ kia, tôi sẽ phái người đi điều tra. Sau đó, ông ta nhìn hoác mãng nói, với tốc độ tiến bộ trong 5 năm của Tiêu Nhất Thiên, thiên phú huyết mạch của cậu ta quả thật đủ để sánh với linh thú cao cấp, thậm chí còn có phần hơn. Cho nên, nếu như cậu ta thật sự còn sống, đồng thời đã giết thằn lằn vảy đen mà thú vương tận tâm nuôi dưỡng, đến khi đó thú vương bắt sống cậu ta, lợi dụng đình luyện rồng, luyện hóa cậu ta, thăng tiến lên binh cảnh, hẳn là không thành vấn đề. Phát hiện lớn này với đế hảo mà nói cũng là một chuyện tốt. Thằng lằn vầy đen lành ít giữ nhiều... Đế hạo vốn vẫn còn lo lắng... Chặt đứt con đường thăng cấp của khoác mãng... Với tính tình cuồng bạo của gã ta... Kỳ phẫn nộ sẽ không quan tâm gì cả... Làm ra một vài hành động điên cuồng... Ông ta không thể khống chế... Giờ thì tốt rồi... Lợi dụng tiêu nhất thiên và đỉnh luyện rồng... Tiếp tục làm bồi nhử khoác mãng... Cho đến khi triệt đề tiêu diệt phe phái đế khâm... Còn về việc sau khi tiêu diệt phe phái đế khâm... Đến lúc đó... Một khi Hoắc Mãng thật sự bắt sống Tiêu Nhất Thiên, có giữ lời hứa cho Hoắc Mãng mượn đỉnh luyện rồng hay không, có để cho Hoắc Mãng luyện hóa Tiêu Nhất Thiên hay không thì phải xem tâm trạng của Đế Hạo. Huyết mạch của Tiêu Nhất Thiên mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ có ai lại không muốn bắt Tiêu Nhất Thiên để luyện hóa chứ? Cho dù Đế Hạo là thái tử thì cũng không ngoại lệ, coi như là bà thức thời hoắc mãng suy nghĩ một lúc, lúc này mới từ bỏ ý niệm giết chết bà cụ tại chỗ, hừ lại nói. Mười ngày, bồn phương chỉ ở lại kinh thành có mười ngày thôi. Trong vòng mười ngày, bà phái người tìm tiêu nhất thiên cho bồn vương. Nếu không, trước khi bồn vương đi, sẽ giết hết cả nhà họ tiêu của bà. Gương mặt giản nua của bà cụ khó coi như ăn phần chó vậy. Nhưng đối diện với uy hiếp của hoác mãng, trong lòng của bà cụ mắng chửi không thôi. Ngoài miệng lại cảm kích nói, Cảm ơn, cảm ơn thú vương khoan dung. Tôi nhất định, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói rồi, bà vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán âm thầm thở vào một hơi. Trái tim vẫn luôn luôn treo lơ lửng, coi như trở về vị trí cũ. Tuy chỉ có thời gian 10 ngày ngắn ngủi nhưng khó đoán mưa gió của trời. Quỷ mới biết, trong 10 ngày này sẽ xuất hiện chuyện gì. Chỉ có thời gian thì vẫn còn cơ hội vẫn còn cơ hội dường như nghĩ ra gì đó bà cụ xoay đầu nhìn về phía đế hạo do dự nói thái tử điền hạ còn một việc không biết có nên nói hay không chuyện gì đế hạo cao mày nói có gì cứ nói thẳng. được bà cụ gật đầu nói thái tử điền hạ hẳn là cũng biết tiêu nhất thiên năm năm trước vì tội cưỡng gian mà bị bỏ tù ở hải thành người phụ nữ bị nó cưỡng gian khi đó họ tô tên là tô từ làm nói ra thì cũng là ông trời trêu ngươi giữa tiêu nhất thiên và tô tử lam chỉ vui vẻ một đêm nhưng lần đó lại làm tô tử lam lớn bụng tô tử lam mang thai đồng thời sinh cho nó đứa con gái con gái của họ cũng mang họ tô tên là tô an nhiên bây giờ khoảng bốn tuổi rồi mấy ngày trước cuộc nguyên phái người đến hải thành bắt tô an nhiên tìm nước thánh lưu ly cho tô an nhiên kết quả Tô An Nhiên không chết mà được nước thánh lưu ly kích hoạt huyết mạch. Sau đó Tiêu Nhất Thiên đến Giang Nam để tham gia hội đấu giá thế giới ngầm là vì muốn có xác tinh thảo, áp chế huyết mạch của Tô An Nhiên. Từ đó có thể thấy trên người Tô An Nhiên nhất định đã kế thừa huyết mạch mạnh mẽ của Tiêu Nhất Thiên. Cho nên nếu như chúng ta bắt hai mẹ con Tô Tử Lam và Tô An Nhiên đến Kinh Thành tiến có thể ép tiêu nhất thiên đang ẩn nấp lùi có thể trực tiếp luyện hóa tô an nhiên chẳng phải là hoàn hảo nắm chắc phần thắng trong tay sao? nghe vậy tất cả mọi người đều sừng sốt nhất là những gia chủ của gia tộc như đoàn anh tú mí mắt nhảy dựng khóe môi không từ chủ được mà co rút ánh mắt nhìn về phía bà cụ giống như nhìn thấy một quái vật giả mặt người giả thú mẹ nó đúng là mẹ nó quá ác độc nếu nói, vừa rồi tiết lộ thân thế của Tiêu Nhất Thiên, bà cụ là vì tự bảo vệ mình, vì mạng sống còn có thể hiểu được. Vậy bây giờ, bà ta chủ động kéo hai mẹ con Tô Tử Lam và Tô An Nhiên xuống nước, chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, không từ thủ đoạn. Cực kỳ vô sỉ. Tô An Nhiên chẳng qua chỉ là đứa nhỏ mới có hơn 4 tuổi. Tục ngữ nói, hộ dữ không ăn thịt con. Tiêu Thành Sơn là con trai ruột của bà cụ. Tiêu Nhất Thiên là cháu ruột của bà cụ. Vậy Tô An Nhiên chính là cháu cố của bà ta. Cho dù trong kinh thành phức tạp đấu đá trong sáng ngoài tối, cho dù những gia chủ của các gia tộc ở hiền trường đã quen với việc đấu đá tâm cơ, thủ đoạn ác độc với hành vi đê tiện của bà cụ cũng cảm thấy lạnh lẽo, cực kỳ lạnh lẽo Ít nhất, bọn họ tự hỏi bản thân không thể làm ra chuyện không biết xấu hổ, thậm chí không còn nhân tính như vậy mà bà cụ nhà họ tiêu này lại cực kỳ xấu xa. Được. Hoặc mãng cũng sừng sốt một chút, nhưng sau đó gã lập tức cười lớn, dường như vô cùng hài lòng với đề nghị của bà cụ gật đầu nói. Vậy thì nhanh lên, bắt vợ và con gái của tiêu nhất thiền, toàn bộ đưa đến kinh thành cho bồn vương. Tên khốn kia, giết thằn lằn vầy đen của bồn vương, bồn vương phải chính tay tra tấn vợ của cậu ta. Luyện hóa con gái của cậu ta, khiến cho cậu ta sống không bằng chết. Trong lời nói, sát khí lẫm liệt, để tôi sắp xếp. Để hạo suy nghĩ, trầm giọng nói. Theo tình huống, cuộc chiến ở Hải Thành khi trước, căn cơ của tiêu nhất thiên ở Hải Thành, thế lực của cậu ta để lại ở Hải Thành không thể xem thường được. Nếu tự tiện phái người đi bắt, e rằng đánh rắn đồng cỏ để bọn họ phòng bị. Thậm chí là sẽ lần trốn trước. Cho nên, chi bằng như vậy, tôi dùng danh nghĩa thái tử cho người mang theo lệnh của thái tử đến Hải Thành một chuyến, lừa hai mẹ con Tô Tử Lam và Tô An Nhiên đến Kinh Thành. Chỉ cần họ vào Kinh chính là miếng thịt của chúng ta, mặc cho chúng ta bố trí. Thái tử Đế Hạo là con cháu hoàng tộc, tranh đấu đoạt vị với Đế Khâm, vốn dĩ là anh em giết nhau, thủ túc tương tàn, vì đạt mục đích của mình, tự nhiên sẽ không có suy nghĩ thương xót gì đó. Tô An Nhiên sau Kế thừa huyết mạch của Tiêu Nhất Thiên sau Hoặc Mãng muốn, Đế Hạo cũng muốn. Thái độ của Đế Hạo và Hoắc Mãng khiến cho bà cụ không nhịn được vui mừng. Bản thân người đó không có tội, nhưng vì che giấu bảo vật mà mang tội. Tiêu Nhất Thiên kế thừa huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để mang đến hỏa sát thân vô tận cho anh một nhà ba người một người cũng không thoát được mà điều bà cụ muốn rất đơn giản chính là tiêu nhất thiên chết tiêu nhất thiên không chết bà cụ ăn không ngon ngủ không yên nhà họ tiêu ở kinh thành vĩnh viễn không có ngày bình an bất kỳ lúc nào cũng sẽ đối mặt với sự trả thù điên cuồng của tiêu nhất thiên thái tử điện hạ sáng suốt trong lúc vui mừng, bà cụ cũng không quên nịnh nọt đế hạo. Cái miệng xấu xa này càng khiến cho nhóm người đoàn anh Tú thêm khinh thường. Nhưng trước mặt đế hạo và hoác mãng, bọn họ cũng lỗ ra vẻ mặt đầy xấu xa, y hệt như bà cụ vậy. Thể hiện lòng trung thành, chúng tôi nguyện phân ưu cho Thái tử Điện Hạ. Nếu Thái tử Điện Hạ có gì sai bảo, cứ việc dặn dò. Nhân tính chính là như vậy, vì lợi ích bản thân dưới áp lực tình thế luôn luôn phải sống thành dáng vẻ mà mình căm ghét nhất đoàn gia chủ đế hảo nhìn về phía đoàn anh tú nói chuyến đi đến hải thành sẽ do ông dẫn dắt mang theo bệnh lệnh thái tử cố gắng đừng để xảy ra sơ sót nhất định phải đưa tô an nhiên và tô tử lam về kinh thành sau đó nhìn về phía gia chủ của các gia tộc khác nói lần này đế khâm tổn thất tuyệt đối không ngồi yên chờ chết cục diện kinh thành sẽ thay đổi trong chớp mắt. Binh lực trong đông cung cũng không dễ sử dụng, cho nên mỗi một gia tộc các người chọn ra một điền bối ám ngành viên mãn theo đoàn gia chủ đến thành phố Hải Thành. Lỡ bị mẹ con họ nhìn thấu, dám phản kháng không theo, cho dù có bắt thì cũng phải bắt họ về kinh thành. Với Tô An Nhiên, đế hạo nhất định phải có được. Vâng, dòng điệu nhóm người đoàn anh Tú vang lớn, cuối người nhận lệnh. Bảy ngày. Đế Hảo nói tiếp, bảy ngày sau chính là đại hôn của Thú Vương và Đế Hình, mẹ con Tô Tử Lam và Tô An Nhiên, coi như là quà tân hôn mà tôi tặng cho Thú Vương. Trong vòng bảy ngày, tôi muốn nhìn thấy bọn họ. Nói rồi, Đế Hảo lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho đoàn anh Tú. Đoàn anh Tú sừng sốt, nhưng mà là người đi theo đế hạo, gia chủ nhà hò đoàn, đoàn anh Tú cũng xem như là lão hồ ly thành tinh, rất nhanh đã hiểu được ý nghĩa ngoài lời nói của đế hạo, gật đầu. Xin Thái tử Điện Hạ và Thú Vương yên tâm, chuyến đi đến thành phố Hải Thành lần này, chúng tôi nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh, tuyệt đối không vượt quá hôn kỳ của Vương Thú. Bảy ngày, thực ra từ Kinh Thành đến Hải Thành, cả đi lẫn về một ngày là đủ, hoàn toàn không cần đến bảy ngày. Nhưng đế hạo lại lấy bảy ngày làm kỳ hạn, rõ ràng là muốn nhóm người đoàn anh Tú kéo dài thời gian. Dù sao, luyện hóa tiêu nhất thiên cũng được, luyện hóa tô an nhiên thì cũng thế, đều cần dùng đến đỉnh luyện rồng. Nhóm người đoàn anh Tú trở về càng sớm, đế hạo cũng càng phải vào hoàng thành càng sớm để lấy đỉnh luyện rồng cho hoác mãng mượn. Nhưng trước khi chưa triệt để lợi dụng hoác mãng tiêu diệt phe phái đế khâm, đế hạo không hy vọng bản thân bị hoác mãng lợi dụng trước một bước tô an nhiên đế hạo không nỡ nhường cho hoắc mãng đế hạo hoắc mãng cũng không ngốc lập tức nhìn thấu chiêu trò của đế hạo mắt hồ chừng lớn dưới cơn tức giận gọi thằng tên đế hạo không chút cung kính hư lạnh nói mẹ nó cậu có ý gì đây muốn chơi với bồn vương sao đối với hoàng chủ đương triều trong hoàng thành trong lòng của hoắc mãng đã mang thù hận huống hồ là con trai của hoàng chủ thu vương đừng tức giận đế hảo cười nói vừa rồi tôi nói rất rõ ràng mẹ con tô từ lam và tô an nhiên là quà tân hôn tôi tặng cho thú vương đến khi đó tôi sẽ mang hai mẹ con họ và đỉnh luyện rồng giao vào tay của thú vương lúc này nhóm người do đế hòe và đế thanh dẫn dắt đã mai phục gần đông cung cho nên đối diện với hoắc mãng đế hạo vô cùng khí thế hoàn toàn không sợ hãi. Kết hồn cái rắm, hoặc mãng lạnh lùng nói, tiện nhân đế hình kia cùng với tên tạp trùng tiêu nhất thiền rơi xuống vách đá, cho dù không bị thằn lằn vầy đen cắn chết, cũng tuyệt đối không dám lộ mặt. Bồn vương kết hôn với ai đây? Đế hạo cười đến mức u ám, gương mặt đầy đắc ý giải thích. Lẽ nào thú vương không cảm thấy ngày đại hôn nếu như đế hình không ra mặt với chúng ta mà nói thực ra là một chuyện cực kỳ tốt sao? Phải biết, Hôn ước giữa Thú Vương và Đế Hình là do hoàng chủ ban cho, thiên hạ đều biết, đến khi đó Thú Vương cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ việc mang theo người đến phủ tứ hoàng tử đón dâu, người em trai thứ tư của tôi không giao được Đế Hình ra, chính là làm trái với lệnh thánh, làm nhục thể diện của hoàng gia. Dựa vào cái đó, tôi sẽ dẫn người danh chính ngôn thuận bao vây phủ đệ của chú ấy dùng quyền lực của thái tử áp giải hỏi tội chú ấy chặt đứt cánh tay phải của đế khâm khiến cho đế khâm không còn ngày chờ mình nữa cuộc chiến đoạt vị từng bước kinh tâm anh sống tôi chết cơ hội tốt như vậy đế hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua nhưng với lời giải thích của đế hạo hoắc mãng không hề vừa ý tức giận mẹ nó cậu muốn lợi dụng bồn vương sao không phải là lợi dụng đế hạo trầm giọng nói mà là giao dịch Thu Vương hẳn nhớ rõ mình ước giữa chúng ta có phải không? Giúp tôi diệt trừ kẻ đối đầu với mình, ngồi vững vị trí đông cung. Tôi sẽ giúp anh mượn đỉnh luyện rồng để anh thuận lợi tiến vào minh cảnh. Bây giờ là lúc nên thực hiện lời hứa. Đại hôn bảy ngày sau, ban ngày anh giúp tôi tiêu diệt tứ hoàng tử. Buổi tối, tôi giao hai mẹ con Tô Tử Lam và Tô An Nhiên cho anh, để mẹ con hai người đó thay thế đế hình, làm tròn đêm động phòng của anh tùy anh chơi thế nào thì cũng được. Còn người đẹp bên cạnh là có cơ hội phá cảnh, chẳng phải là chuyện vui sao. Không thể không thừa nhận, tâm tư của đế hạo thâm sâu, hơn nữa cơ trí hơn người. Trước lúc đó, bà cụ kéo Tô Tử Lam và Tô An Nhiên xuống nước. Một lúc sau, đế hạo đã nghĩ xong làm sao để lợi dụng Tô Tử Lam và Tô An Nhiên để tính toán bàn cờ của mình. Mưu thuật của đế vương, vốn dĩ, xem mọi người là con cờ, Hoắc Mãng và Đế Hạo nhìn nhau, uy hiếp nói: "Mẹ nó, tốt nhất là cậu đừng có giờ trò với Bồn Vương, nếu không, Bồn Vương không ngại chặt đứt đầu cậu, để cậu làm thái tử phần chó." Dám dùng dòng điều này để nói chuyện với Đế Hạo, nhìn khắp kinh thành, e rằng trừ hoàng chủ ra, cũng chỉ có một mình Hoắc Mãng. Nói xong, Hoắc Mãng xoay người rời đi mang theo hai hồ tướng dưới trướng của mình ra khỏi đại điện tòa nhà chính, nghiêng người nhảy lên lưng của tê hồ hắc trạch. Trong tiếng gầm chói tai của con hổ dữ, rời khỏi đông cung thái tử, đi về núi vạn nhân. Gã phải đích thân, tìm kiếm một lượt, rốt cuộc tiêu nhất thiên, làm sao thoát được một kiếp. So với tô an hiền, gã ta càng có hứng thú với tiêu nhất thiên hơn. Dù sao thì Tiêu Nhất Thiên tiến bộ mãnh liệt trong 5 năm, huyết mạch mạnh mẽ đã chứng minh ổn thỏa hơn nhiều so với Tô An Nhiên. Nếu có thể bắt sống Tiêu Nhất Thiên, gã nắm chắc 10 phần tiến vào hàng ngũ minh cảnh. Lúc này trong lục phù của hoàng tử, bao gồm bố của đế hình, tứ hoàng tử đế tiêu, quyền quý trong kinh thành ủng hộ đế khâm cũng đã đến đây không ít. Bát hoàng tử đế lăng, lâm ngạo binh, gia chủ của nhà họ lâm, lâm thành uyển cùng với những người nắm quyền của các gia tộc khác. Nhưng không khí trong sảnh lớn vô cùng đè nén, cả người của đế nghiêu đầy máu, thường thế không nhẹ, hoàn toàn không còn phong độ thư thái khi trước. Quỳ sau lưng đế khâm, nghiến răng nghiến lợi, thầm cắn căm hận, ngập tràn không cam lòng. Mà năm ông lão ám cảnh viên mãn liều chết bảo vệ đế nghiêu thoát khỏi núi vạn nhân, quỳ sau lưng của đế nghiêu, cũng là dáng vẻ căm hận. Điện hạ, một ông lão trong số đó nói trận chiến trên núi bản nhân chúng ta tôn thất tham trọng nhưng chuyện này không thể trách cử hoàng tôn thật sự là do tên khốn tiêu nhất thiên bên ngoài nạm vàng ngọc bên trong thối nát chỉ có hư danh lúc từ chiến chưa từng khiến cho hoác mãng bị thương đồng thời còn có lòng dạ đàn bà vì cứu quận chúa không tiếc tất cả nhảy xuống vách đá làm nhục danh tiếng của lang vương bắc cảnh nghe vậy Khóe môi của đế tiêu không nhìn được mà co rút. Đế hình. Dù sao thì cũng là con gái ruột của ông ta. Lần này để dụ hoác mãng mắc bẫy, ông ta quyết tuyệt dùng đế hình làm mồi nhử, coi như chính tay đẩy đế hình vào khố lửa, ném vào vực sâu tử vong. Nhưng kết quả, đế hình quả thật là phát huy tác dụng của cô. Hoác mãng thật sự cũng mắc bẫy, nhưng ai cũng không ngờ sự việc không phát triển theo hướng mà bọn họ đã dự đoán. Tiêu Nhất Thiên không hề khiến Hoắc Mãng bị trọng thương. Cuối cùng, ngược lại là đế hình liên lụy Tiêu Nhất Thiên, để Tiêu Nhất Thiên rơi xuống vách đá uổng phí. Ngay cả cơ hội chết chung với Hoắc Mãng cũng không có. Thật đúng là thành cũng đế hình, mà bại thì cũng đế hình tiêu nhất thiên về cứu đế hình, cam tâm chịu chết trong mắt của ông lão hành động này cực kỳ ngu xuẩn lòng ra đàn bà nhưng so với người làm bố như đế tiêu lại khiến cho trong lòng đế tiêu cảm thấy phức tạp con gái ruột của mình bị mình đẩy vào khố lửa người cứu cô ta lại là đối tượng mình tính kế đây là châm chọc cỡ nào chuyện đến nước này không đợi đế khâm lên tiếng ánh mắt của đế tiêu sắc bén nhìn về phía ông lão kia hử lạnh nói những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là làm sao để đối diện với cục diện kế tiếp. Một lần tồn thất mười mấy cao thủ ám cảnh viên mãn, sự cân bằng thực lực giữa chúng ta và phe của Thái Tử đã bị phá vỡ, hoàn toàn không chiếm được lợi thế. Thái Tử sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ cố gắng đuổi đánh một hơi. Lúc này đế tiêu truyền chủ đề không muốn nhắc đến đế hình và tiêu nhất thiền nữa. Sắc mặt của tất cả mọi người âm trầm, cục diện trước mắt quả thật là rất không tốt đế khâm ngồi ở trên ghế chính trầm ngâm chốc lát hít sâu một hơi vất tay ra hiệu với nhóm người đế nghiêu các người xuống dưỡng thường trước đi vâng nhóm người đế nghiêu như chút được gánh nặng đứng lên rời khỏi đại điện sau đó đế khâm nhìn về phía lâm ngọc binh gia trù của nhà họ lâm ra hiệu nói các người cũng về đi chờ nghe lệnh những gia chủ kia nhìn nhau muốn nói lại thôi không cần nhụt trí. Đê Khẩm nói tiếp, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được bồn hoàng tử tự có cách ứng phó. Có điều, nếu để tôi phát hiện, con người mang lòng dạ xấu xa, muốn lâm trận trở mũi giáo vì bảo vệ mình mà tạo phản, đừng có trách tôi trở mặt vô tình. Cho dù có chết, các người cũng sẽ chết trước mặt bồn hoàng tử. Cây ngã bầy kỳ tan, tường ngã mọi người đẩy. Bây giờ đế khâm rơi vào thế yếu nguy cơ khắp nơi. Những gia chủ trước mắt khó tránh khỏi có người sinh lòng riêng, tự nhiên phải hăm dọa một phen. Xin Điện Hạ yên tâm, trong lòng của nhóm người Lâm Ngạo Binh run rẩy không hẹn mà cùng cúi người nói. Chúng tôi trung thành với Điện Hạ, trời đất làm chứng, thề cùng sống chết với Điện Hạ. Cuộc chiến đoạt vị, không sống thì chết. Sau khi nhóm người Lâm Ngạo Binh rời khỏi, đế tiêu truy hỏi chú sáu chú thật sự có cách để phá vỡ cục diện sau ngày mai đế khâm trầm giọng nói em sẽ vào thành cầu kiến phụ hoàng tiêu nhất thiên đã chết bây giờ nhìn khắp kinh thành người có thể tiêu diệt khoác mãng nắm giữ đại cục cũng chỉ có phụ hoàng thôi với đế tiêu và đế lăng đế khâm vô cùng tin tưởng không chút phòng bị dù sao ba anh em mới thật sự là châu chấu trên cùng một sợi dây so với thái tử tuyệt đối không có cơ hội hòa hoãn thắng thì cùng sống thua thì cùng chết được tốt đế tiêu và đế lăng nhìn nhau trong lòng tin tưởng trò chuyện với đế khâm mười mấy phút biết kế hoạch tiếp theo của đế khâm đế tiêu và đế lăng mới yên tâm rời đi mà sau khi họ đi khỏi trong cả đại điện trừ đế khâm ra chỉ có một người chưa đi lâm thành uyển từ đầu đến cuối lâm thanh uyển không nói một lời nửa tiếng sau trong căn phòng sang trọng nào đó ở lầu ba đại điện quần áo vốn đang mặc trên người của đế khâm và lâm thanh uyển bị vứt hỗn loạn ngoài cửa sàn nhà trong phòng mà đế khâm và lâm thanh uyển sau khi trải qua cuộc chiến vận động nằm trên giường ôm nhau hơi thở nặng nề dường như dùng cách này để phát tiết cảm xúc đèn nén trong lòng tay trái đế khâm ôm lâm thanh uyển tay phải thì cầm một điếu gì gà ngậm trong miệng châm lửa hút vài hơi, nhà ra từng vòng khói trắng, đột nhiên lên tiếng hỏi. Em nói xem, Tiêu Nhất Thiên thật sự chết rồi sao? Với cái chết của Tiêu Nhất Thiên, vừa rồi đế khâm trước mặt mọi người tuy không nói, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ. Đương nhiên là giả. Lâm Thành Uyển áp má lên ngực của đế khâm, nghĩ cũng không nghĩ đã phủ nhận. Thủ lớn chưa báo, nhà họ Lâm chưa bị diệt, bố em vẫn còn sống, sao anh ta nỡ chết được chưa? Đê Khẩm sừng sốt, cao mày nói, em xác định sao? Xác định. Dòng điệu của Lâm Thanh Uyển vô cùng chắc chắn. Đê Khâm tò mò hỏi, lý do của em là gì? Lâm Thanh Uyển cười nói, lý do thực ra rất đơn giản. Về mặt báo thù, anh ta và em là cùng một loại người. Cho dù chết cũng phải khiến cho kẻ địch chết trước mặt mình. Năm năm này, anh ta ở chiến trường giết người như ngoé, tay dính máu tươi của kẻ địch, dưới chân xương cốt chất đống. Một người như vậy, nếu nói anh ta có lòng dạ đàn bà, nguyện vì một mình đế hình, chủ động từ bỏ mối thù gia tộc, đúng là vô cùng nực cười. Điện hạ, anh tin không? Sắc mặt của đế khâm có chút ngưng trọng. Nếu như tiêu nhất thiên thật sự còn sống, vậy thì tiếp theo, anh sẽ làm gì? Lâm Thành Uyển dường như đoán ra tâm tư của đế khâm, cười nói. Điện hạ không cần suy nghĩ, giữa chúng ta và tiêu nhất thiên không có mối thù sâu nặng nào không hóa giải được. Nhưng thái tử thì khác, trước không nói đối tượng báo thù chủ yếu của tiêu nhất thiên là nhà họ tiêu chỉ nói khoác mãng sở dĩ gã kết minh với thái tử cũng chỉ muốn mượn đỉnh luyền rồng thăng lên minh cảnh bây giờ thần lằn vầy đen gã tận tâm nuôi dưỡng đã chết mà huyết mạch tiêu nhất thiên mạnh mẽ chính là vật thay thế duy nhất hoác mãng nhất định sẽ giết tiêu nhất thiên cho nên tiêu nhất thiên cũng sẽ giết hoác mãng cuộc chiến núi vạn nhân chỉ là khởi đầu còn lâu mới kết thúc tuy chúng ta đánh mất tiên cơ, bị thái tử dẫn đầu một bậc. Nhưng kế tiếp, một khi tiêu nhất thiên xuất hiện lần nữa, phiền phức mà hoắc mãng và thái tử phải đối mặt chỉ lớn hơn chúng ta thôi. Những lời này vừa rồi trong đại điện, trước mặt mọi người, Lâm Thanh Uyển không nói một câu. Hy vọng là vậy. Đê Khầm gật đầu, dập tắt xì gà trong tay, vươn tay ra, xoa xoa cái bụng nhỏ của Lâm Thanh Uyển chốc lát. Hừ lạnh nói, e rằng bây giờ ngay cả Tiêu Nhất Thiên cũng không biết Viết mạch mạnh mẽ của cậu ta không hề đến từ Tiêu Thanh Sơn, càng không phải là của Đỗ Thanh Trúc. Trong tay chúng ta nắm manh mối mẹ ruột của cậu ta, chuyến đi tỉnh thành, trong bụng em lại có cốt nhục ruột thịt của cậu ta. Chỉ cần cậu ta còn sống, sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu. Ruột thịt, cốt nhục. Khi Đế Khâm nói ra bốn chữ này, nụ cười trên gương mặt của Lâm Thanh Uyển ghé cứng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, không hề khiến Đế Khâm chú ý. Không biết, tiệc đính hôn khi trước ở biệt thự Tiền Giang Hải Thành, Đỗ Tuyết Mai giao nhẫn huyết ngọc cho Tiêu Nhất Thiên, quả thật là tín vật định tình giữa bố mẹ Tiêu Nhất Thiên, nhưng không phải là tín vật định tình giữa Tiêu Thanh Sơn và Đỗ Thanh Trúc, mà là mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên. Chuyện này chỉ có Đỗ Thanh Trúc biết, bà không hề nói cho Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thanh Sơn, cho nên dù là Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn cũng luôn luôn bị che giấu, hoàn toàn không biết nội tình cố tình lâm ngạo binh gia chủ của nhà họ lâm lại biết nguyên nhân rất đơn giản quan hệ giữa nhà họ tiêu và nhà họ lâm ở kinh thành vẫn luôn luôn rất tốt coi như là thế giao mà vai vế của tiêu thanh sơn và lâm ngạo binh lại ngang nhau tuổi tác cũng rất gần nhau từ nhỏ đã là bạn bè từ thời niên thiếu hai người thường ra ngoài trải nghiệm kết bạn đồng hành cũng trong quá trình trải nghiệm cơ duyên trùng hợp gặp được mẹ ruột của tiêu nhất thiên cho nên, Lâm Ngạo Binh không chỉ biết lai lịch của chiếc nhẫn huyết ngọc kia, đồng thời còn biết một vài manh mối liên quan đến mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên. Nhà họ Lâm là phe phái đế khâm. Lâm Ngạo Bình tự nhiên sẽ nói hết những gì mình biết cho đế khâm nghe. Cho nên, năm năm trước, Tiêu Nhất Thiên bị oan vào tù, lại được bí mật đưa vào quân đội, kích hoạt huyết mạch. Năm năm này tiến bộ thần tốc, tỏa sáng trong quân đội, từng bước trở thành lang vương bắc cảnh giữ một vía từ sớm trước tiêu nhất thiên rút lui đế khâm đã ý thức được huyết mạch của tiêu nhất thiên không phải là tầm thường mà huyết mạch mạnh mẽ của tiêu nhất thiên đến từ mẹ ruột của anh thực ra từ sau khi ý thức được chuyện này mấy năm gần đây đế khâm vẫn luôn luôn âm thầm phái người điều tra tung tích mẹ ruột của tiêu nhất thiên đáng tiếc vẫn không có thu hoạch không tìm thấy mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên, đê khầm chỉ đành chú ý đến Tiêu Nhất Thiên. Lúc này mới có chuyến đi tỉnh thành của Lâm Thanh Uyển. Vốn dĩ, khi trước, nhà họ Lâm ở Kinh Thành chuẩn bị phái người tham gia buổi đấu giá thế giới ngầm ở Giang Nam. Không phải Lâm Thanh Uyển sau khi đế cầm biết tin Tiêu Nhất Thiên muốn đến tỉnh thành mới thay đổi quyết định ngay lúc đó để Lâm Thanh Uyển đích thân đi một chuyến. Mà nhiệm vụ của Lâm Thanh Uyển trừ việc đấu giá đồ mà nhà họ Lâm cần ra. Quan trọng hơn là dùng thân phận vị hôn thê của Tiêu Nhất Thiên nghĩ cách có thai với Tiêu Nhất Thiên. Dùng cách này lấy huyết mạch kế thừa của Tiêu Nhất Thiên. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thanh Uyển bắt Tiêu Nhất Thiên nhưng lại không có ý giết anh mà nhốt anh vào mật thất hàn thiết mỗi tối đều khiến anh hôn mê trùng hợp mấy ngày đó là kỷ dụng chứng của lâm thanh uyển cốt nhục ruột thịt sao? lâm thanh uyển cúi đầu nhìn bàn tay của đế khâm nhẹ nhàng xoa bụng mình khẽ hử lạnh một tiếng nói điền hạ anh thật sự dự định để em mang thai 10 tháng sinh nó ra nuôi nó trưởng thành sao? đương nhiên đế khâm gật đầu nói đương nhiên là phải sinh rồi có điều thay đổi chủ đề khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo lại nói còn về con nuôi nó trưởng thành hay không thì phải xem xem khi nào anh có thể đạt đến ám cảnh đỉnh cao lâm thành uyển những mày trong lòng khẽ động ý của điện hạ là đợi anh đến ám cảnh đỉnh cao chuẩn bị xung kích minh cảnh sẽ luyện hóa nó lợi dụng huyết mạch của nó giúp anh thuận lợi phá cảnh sau bây giờ đế cầm chỉ có tu vi ám cảnh hậu kỳ nếu thật sự đạt đến thực lực như tiêu nhất thiên và hoác mãng hiện nay, nửa bước vào minh cảnh, cho dù đế khâm là con cháu hoàng tộc, sở hữu huyết mạch hoàng tộc, ít nhất cũng cần hơn 10 năm. Đến khi đó, đứa nhỏ trong bụng Lâm Thanh Uyển cũng đã mười mấy tuổi. Nếu có thể kích hoạt huyết mạch, đồng thời huyết mạch đủ mạnh, lợi dụng đình luyện dòng luyện hóa nó, quả thật là có thể giúp đế khâm sung kích minh cảnh. Nếu không thì sao đây? đê khẩm hư lạnh nói anh trà giá nhiều như vậy không tiếc nhìn đau cắt thứ mình yêu thích hy sinh cơ thể trong trắng của em bảo em chủ động tiếp cận tên khốn tiêu nhất thiên kia nếu không có hồi đáp phong phú chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi sao? nói rồi ôm lấy lâm thành uyển chặt hơn mấy phần lâm thành uyển nói tiêu nhất thiên có một đứa con gái ở hải thành cũng là con ruột tên là tô an nhiên hơn nữa đã được nhà họ tiêu phái người kích hoạt huyết mạch có ờ, con bé đó tại sao điện hạ phải bỏ gần tìm xa dường như lâm thanh uyển không hy vọng đứa con trong bụng mình bị đế khâm tàn nhẫn luyện hóa còn chưa sinh ra đã là một vị thuốc một công cụ một con cờ tô an nhiên sau đế khâm cười lạnh một tiếng nói quan hệ bố con giữa nó và tiêu nhất thiên bây giờ không phải là bí mật gì chúng ta có thể nghĩ ra sự tồn tại của nó thái từ cũng có thể cho nên, cho dù chúng ta không ra tay, Thái tử và Hoác Mãng cũng sẽ nghĩ ra cách để bắt nó đến kinh thành. Nếu Tiêu Nhất Thiên thật sự còn sống, bắt cóc, thậm chí luyện hóa con gái của cậu ta, một khi cậu ta biết được cậu ta sẽ thế nào đây? Đê Khầm cười càng thêm âm u, sau đó nói tiếp. Thái tử không biết, chúng ta đã biết trước anh ta từ sớm, thần thế thật sự và huyết mạch mạnh mẽ của Tiêu Nhất Thiên, vũng nước đục này, cứ để cho anh ta đi đi. Lửa giận của Tiêu Nhất Thiên cứ để anh ta chịu. Trận chiến núi vạn nhân, chúng ta tồn thất thàm trọng, không tiện làm lớn chuyện. Vừa khéo có thể nhân cơ hội này, nuôi dưỡng nhuệ khí. Lỡ Tiêu Nhất Thiên chết trong tay họ, chúng ta sẽ ra tay cướp lấy tô an nhiên. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Từ nhỏ sinh ra trong nhà đế vương, đế hạo là cao thủ đùa giỡn, thủ đoạn quyền lực, mà đế cầm cũng không ngoại lệ. Nhưng... Lâm Thành Uyển còn muốn nói gì đó, đê khâm lại không cho cô cơ hội, lật người đè cô ra dưới thần, bắt đầu một đợt mây mưa mới. Hai ngày kế tiếp, bầu trời kinh thành mưa gió âm u, mây đèn phủ kín, dòng nước ngầm cuồn cuộn, dường như có một trận gió lốc cực lớn sắp giáng xuống, mà ở Hải Thành. Lại là trời trong vạn dặm, sáng sủa bình yên. Mấy ngày sau khi Tiêu Nhất Thiên vào kinh, cục diện của Hải Thành đã hoàn toàn ổn định. Tập đoàn Tiền Giang lấy Phạm Đức Thành làm đầu, tập đoàn nhà họ Tô lấy Tô Tứ Lam làm đầu, truyền thông Sơn Trúc lấy Lâm Hàn làm đầu, ba tập đoàn lớn như mặt trời ban trưa, Phạm Đức Thành vẫn còn tốt, dù sao ông ta vốn là người giàu nhất Hải Thành, dư sức ứng phó, nhưng Tô Tử Lam và Lâm Hàn thì lại khác. Một người là giám đốc nhỏ trước đây bị chèn ép khắp nơi, một người là sinh viên vừa mới tốt nghiệp không lâu, đột nhiên trở thành chủ tịch công ty, quản lý tập đoàn lớn hàng chục tỷ. Khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm, từ sáng đến tối gần như là bận đến không thể thoát thân, Rất đầu mẻ chán. Nhưng chưa hôm nay, Tổ Tử Lam trong lúc bận rộn gọi điện thoại hẹn Lâm Hàn đến công ty một chuyến. Phòng làm việc chủ tịch tập đoàn nhà họ Tô, Tử Lam. Khi Lâm Hàn đến đầy cửa bước vào, Tô Tử Lam đang chỉnh sửa tài liệu trên bàn làm việc. Gấp gáp gọi tôi đến đây, có chuyện gì vậy? Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lâm Hàn và Tô Tử Lam đã rất quen thuộc, không xa lạ nữa, chờ tay đóng cửa vòng lại, đi đến ghế sofa đối diện ngồi xuống. Dì nhỏ, Tô Tử Lam theo tiêu nhất thiên, gọi Lâm Hàn là dì nhỏ. Cô ngẩng đầu, nhìn Lâm Hàn, sắc mặt rõ ràng có chút tiểu tụy, thở dài một hơi nói. Có mấy câu, không tiện nói với bố mẹ muốn tìm cô trò chuyện thôi là chuyện của tiêu nhất thiên sao lâm hàn không ngốc từ khi nhận được điện thoại của tô từ lam đã đoán được đối diện ánh mắt của tô từ lam cô ta không nhìn được mà oán trách cái tên tiêu nhất thiên cũng thật là mới kết hôn được một nửa đã một mình chạy mất cặn bã sắc mặt của cô khó coi như vậy buổi tối nhất định là ngủ không ngon có phải không từ lam cô yên tâm đợi thằng nhóc đó trở lại tôi sẽ giả giận thay cô xem tôi làm sao mà xử lý cậu ta. Sau khi biết quá khứ của Tiêu Nhất Thiên, Lâm Hàn cũng hiểu nỗi khổ của Tiêu Nhất Thiên, nhưng trước mặt Tô Tử Lam, cùng là phụ nữ, cô ta tự nhiên phải đứng cùng lập trường với Tô Tử Lam chém giết Tiêu Nhất Thiên. Mặt của Tô Tử Lam ghé ửng đỏ, lắc đầu nói, gì nhỏ, đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, mà là hơi lo lắng cho an toàn của anh ấy. Kinh Thành không thể so với Hải Thành, ở chỗ của các đại gia tộc, ngọa hồ Tàng Long, anh ấy mang theo thù hận vào kinh. Với tính cách của anh ấy, e rằng sẽ đắc tội với không ít người. Mấy ngày gần đây, tôi gọi điện cho anh ấy, nhưng mãi mà không gọi được. Tô Tử làm kể ra nỗi lo lắng của mình. Bây giờ... Do sự việc đoạn video lần trước của Lâm Thanh Uyển, Liễu Như Phương vô cùng bất mãn với Tiêu Nhất Thiên, mà tuổi tác của Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn đã lớn, Tô Tử Lam không muốn họ lo lắng theo mình, cho nên người để cô có thể trò chuyện cũng chỉ có Lâm Hàn thôi. Vẫn luôn như thế sao? Lâm Hàn sừng sốt một lúc, cau mày nói, tôi qua tôi gọi cho cậu ấy một lần, cũng không có ai nghe máy, tôi còn tưởng cậu ấy bận rộn, hoặc là tín hiệu không tốt. Cô đợi chút, tôi gọi thử cho cậu ấy lần nữa nói rồi lâm hàn lấy điện thoại ra lập tức gọi cho tiêu nhất thiên quả nhiên trong điện thoại truyền đếm giọng nói quen thuộc xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được liên tục gọi ba lần kết quả đều như nhau cuối cùng thì lâm hàn gọi điện thoại cho lang đồng và lang hồn cũng như điện thoại của tiêu nhất thiên toàn bộ đều không thể liên lạc được kỳ lạ sắc mặt của lâm hàn rất nhanh chậm xuống lo lắng nói chắc không phải là thật sự xảy ra chuyện rồi chưa điện thoại của tiêu nhất thiên không gọi được có lẽ còn tìm ra lời giải thích hợp lý nhưng ngay cả lang đồng và lang hồn điện thoại cả ba người đều xảy ra tình trạng tương tự hiển nhiên không phải là trùng hợp đơn giản như vậy dì nhỏ dì nói xem nói rồi nói rồi vành mắt của tô Tử lam hơi đỏ lên do dự nói thế lực nhà họ tiêu ở kinh thành lớn như vậy tiêu nhất thiên chỉ mang theo con lang đồng và lang hồn qua đó liệu có không đâu không đợi tô tử lam nói xong lâm hàn đã quả quyết cắt ngang tuyệt đối không cậu ấy thông minh như vậy lại lợi hại như vậy biết rõ kinh thành ngọa hồ tàng long nguy hiểm khắp nơi biết rõ nhà họ tiêu muốn dồn cậu ấy vào chỗ chết muốn nhanh chóng giết chết cậu ấy nếu không nắm chắc cậu ấy nhất định sẽ không dễ dàng mạo hiểm Chúng ta phải tin tưởng cậu ấy. Suy nghĩ một lúc, Lâm Hàn hỏi. Điện thoại của cậu ấy cụ thể bắt đầu từ khi nào thì không thể liên lạc được. Ba ngày trước, Tô Tử Lam nói. Chúng tôi gần như mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ nói chuyện điện thoại. Lần cuối cùng khi gọi được, anh ấy nói. Cục diện kinh thành vô cùng phức tạp. Hai phe phái Thái Tử Đế Hạo và Lục Hoàng Tử Đế Khâm tranh chấp. Nhà họ tiêu ở Kinh Thành đã bắt đầu nhập trướng dưới trướng của Thái Tử mà nhà họ Lâm ở Kinh Thành rất có thể cũng tham dự vào vụ thảm án 5 năm trước. Anh ấy còn nói, nếu mấy ngày tới không thể liên lạc với anh ấy, bảo tôi đừng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng... nhưng sao tôi có thể không lo lắng cho anh ấy được chứ? Nhiên nhiên mỗi ngày tan học đều tìm anh ấy. Lỡ như anh ấy xảy ra chuyện gì, bảo tôi làm sao mà giải thích với nhiên nhiên đây? Nói đến cuối cùng, Tô Từ Lam đột nhiên bật khóc, giọng nói có chút nghẹn ngào thái từ sau nhà họ tiêu ở kinh thành nhà họ lâm ở kinh thành những cánh tay lớn ở kinh thành gần như là nhân vật lớn thế lực lớn trên đỉnh cao của nước đại hạ nếu là trước đây lâm hàn quả thật nghĩ cũng không cần nghĩ vì những người đó với cô ta mà nói thật sự quá xa xôi e rằng cả đời này cũng sẽ không thể chạm tới mà bây giờ tiêu nhất thiên lại mang theo thù hận vào kinh sinh tồn trong khe hờ của những nhân vật lớn đó bức độ nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết chỉ là suy nghĩ một lúc cả người cuốn lâm hàn lạnh lẽo có cảm giác không rét mà run còn một chuyện lạ nữa tô từ lam hít sâu một hơi cố gắng khống chế cảm xúc nước mắt của mình nhớ lại những ngày này cũng không biết tại sao buổi tối tôi mất ngủ đến nửa đêm sau khi khó khăn lắm mới vào giấc ngủ thì lại thường hay mơ thấy cùng một giấc mơ trong mơ có một người phụ nữ người phụ nữ rất xinh đẹp bà ấy dường như dường như tự xưng là mẹ của tiêu nhất thiên nhưng tôi ở chỗ ông bà ngoại đã từng nhìn thấy hình của mẹ tiêu nhất thiên tôi có thể khẳng định người phụ nữ trong hình và người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của tôi không phải là cùng một người nói rồi dường như theo bản năng tôi từ lam cúi đầu nhìn chiếc nhẫn huyết ngọc đeo trên ngón vô xanh của cô dù sao đỗ thuyết mai từng nói chiếc nhẫn huyết ngọc này là tín vật định tình của bố mẹ tiêu nhất thiên Trước khi Đỗ Thanh Trúc vào kinh, đã giao cho bà bảo bà truyền lại cho vợ tương lai của Tiêu Nhất Thiên. Rất khó tin, nhưng mà... Liền tưởng đến chuyện kỳ lạ lần trước thì bị chiếc nhẫn huyết ngọc đâm rách ngón tay. Tô Tử Lam cảm thấy rất kỳ lạ, trong đầu thậm chí xuất hiện một số suy nghĩ cực đoan hoang đường. Ví dụ như, lẽ nào mẹ của Tiêu Nhất Thiên trên trời linh thiêng mượn chiếc nhẫn huyết ngọc này cho cô nằm mơ sao? Nhưng người phụ nữ trong mơ Rõ ràng không phải là Đỗ Thanh Trúc. Bà ấy là ai đây? Tục ngữ nói, vất vả hay nghĩ lung tung. Có lẽ gần đây cô bận rộn quá nhiều việc, áp lực tâm lý quá lớn, cho nên tinh thần hoảng loạn, sinh ra một vài ảo tưởng kỳ lạ. Lâm Hàn không tự mình trải qua, đứng ở góc độ người xem, đương nhiên cô ta sẽ không suy nghĩ lung tung như Tô Tử Lam. Vậy sao? Tô Tử Lam xoa xoa chiếc nhẫn huyết ngọc trên ngón vô xanh bên tay phải, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành gật đầu nói, chắc là như vậy đó. Lâm Hàn nhìn mà đau lòng khuyên, phía công ty bây giờ đã ổn định, sau khi cô tan làm, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, còn về phía tiêu nhất thiên, lát nữa tôi đến tập đoàn Tiền Giang một chuyến, xem chủ tịch Phạm có cách không. Thật sự là không được nữa. Tôi sẽ gọi điện cho gia chủ của nhà họ đoàn ở tỉnh Thành, bảo nhà họ đoàn ở Kinh Thành có mạng lưới liên lạc, có lẽ sẽ nghe ngóng được tình huống của tiêu nhất thiên tiêu nhất thiên ở kinh thành xa xôi cách lâm hàn có thể nghĩ ra cũng chỉ là nhờ người ta nghe ngóng nhưng tô từ lam thì khác nỗi nhớ nhung trong lòng của cô với tiêu nhất thiên càng mãnh liệt hơn so với bất cứ ai cho nên cô tìm lâm hàn đến đây thực ra là muốn hỏi ý kiến của lâm hàn nếu có thể cô muốn tự mình đến kinh thành một chuyến có lẽ cô đến cũng không giúp được gì thậm chí còn trở thành gánh nặng của tiêu nhất thiên nhưng là vợ bất kể đối mặt với khó khăn và nguy hiểm ra sao cô cũng hy vọng có thể cùng với người đàn ông của mình cùng chồng của mình cùng nhau trải qua cùng nhau khắc phục chờ đợi một loại tra tấn vô cùng đau khổ mà bầu bạn lại là hạnh phúc sống chết bên nhau gì nhỏ thật ra tôi tôi từ làm do dự một lúc đang định nói ra suy nghĩ của mình. Chính vào lúc này, điện thoại bàn trong phòng làm việc đột nhiên vang lên. Tiếng chuông chói tay cắt ngang lời nói của cô. Tô tử Lam sừng sốt. Chỉ đành nuốt lời còn chưa kịp nói thốt ra vào trong cổ họng. nhấc điện thoại hỏi. Có chuyện gì vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ. Bên ngoài có mấy người nói là đến từ Kinh Thành muốn gặp cô. Kinh Thành sao? Trong lòng của Tô Tử Lam lột bột, biến sắc. Muốn gì chứ? đến làm gì đây tô tử lam vừa muốn nói sẽ đến kinh thành một chuyến phía kinh thành đã có người đến luôn nhưng ngoài kinh ngạc ra tô tử lam lại không vui nổi càng nhiều lo nghĩ hơn nữa tập đoàn nhà họ tô và phía kinh thành không có bất kỳ quan lại về chuyện làm ăn có người từ kinh thành đến nhất định là liên quan đến tiêu nhất thiên vậy thì là báo tin vui hay là tin buồn đây tô tử lam cảm thấy chuyện sau đó có khả năng nhiều hơn nếu là chuyện vui, Tiêu Nhất Thiên sẽ trực tiếp nói cho cô biết, đâu cần cho người từ ngàn giảm xa xôi đến Hải Thành. Tay run lên, điện thoại suýt nữa thì rớt khỏi bàn làm việc. Tô Tử Lam hỏi, là ai vậy? có nói rõ thân phận và mục đích không? Nhìn phản ứng khác thường của Tô Tử Lam, Lâm Hàn lập tức đứng dậy. Không có. Giọng nói của người phụ nữ đó có chút lo lắng. Tổng cộng có 5 người, rất hung dữ, thái độ cứng rắn, nhất định đòi gặp mặt chủ tịch Tô, xem ra thân phận không tầm thường mấy người lăng ảnh còn có bảo vệ công ty e rằng không ngăn được những người đó tự nhiên lấy đoàn anh tú gia chủ nhà họ đoàn làm đầu theo dặn dò của đế hạo những gia tộc còn lại trong kinh thành phái một ông lão ám cảnh viên mãn đi theo một nhóm năm người chỉ có đoàn anh tú là ám cảnh trung kỳ để bảo đảm an toàn cho nhóm người tô từ lam cho dù cục diện thành phố Hải thành về cơ bản đã ổn định thành viên của đội huyết lang lấy sói ảnh làm đầu cũng không dám giờ xuất phân thành năm nhóm nhỏ lần lượt phụ trách bảo vệ cho tô từ lam tô an nhiên lâm hàn đỗ tuyết mai đỗ thiết sơn liễu như phương và tô thanh cường vốn dĩ có hai mươi thành viên của đội huyết lang rút lui làng đồng và lang hồn thì cùng với tiêu nhất thiên đến kinh thành chỉ còn lại có 19 chín người bốn người một nhóm chỉ có bên cạnh liễu như phương và tô thanh cường là ba người dù sao, nếu nói quan hệ thân mật với Tiêu Nhất Thiên, Tô Tứ Lam là vợ, Tô An Nhiên là con gái, Lâm Hàn là dì nhỏ, Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Tơn là bà ngoại, ông ngoại, đều là họ hàng trực hệ. Chỉ có Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường là mẹ vợ bố vợ, tính ra là xa lạ nhất. Cho dù có muốn ra tay với người thân của Tiêu Nhất Thiên, xác suất lựa chọn Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường là nhỏ nhất. Huống hồ bây giờ Liễu Như Phương chưa bớt giận, còn muốn chia sẻ Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam, thường nói xấu Tiêu Nhất Thiên trước mặt Tô Tử Lam, cho nên bao gồm cả lang ảnh, các thành viên của đội huyết lang đều có ác cảm với Liễu Như Phương. Vừa rồi khi Lâm Hàn đến, bốn thành viên của đội huyết lang phụ trách bảo vệ cho cô ta cũng đi theo. Đang ở dưới lầu, thêm vào bốn người lang ảnh bảo vệ Tô Tử Lam, tổng cộng có tám người. Thực lực của bọn họ, Tô Tử Lam rất rõ, mà bây giờ, tám đấu năm... Người phụ nữ kia lại nói, nhóm lăng ảnh cũng không ngăn được đối phương, điều này khiến trái tim của Tô Tử Lam không khỏi chìm xuống, xem ra thân phận của đối phương quả thật không tầm thường. Tôi sẽ đến ngay." Tô Tử Lam suy nghĩ trầm giọng nói, sắp xếp cho họ ở phòng họp chờ tôi. "Tử Lam." Tô Tử Lam vừa gác máy, Lâm Hàn đã tiến đến hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Tô Tử Lam nói thật, "Có người đến từ kinh thành muốn gặp tôi." sắc mặt của lâm hàn cũng biến đổi có điều lâm hàn không hỏi nhiều trực tiếp nói tôi đi cùng với cô được tôi từ làm không từ chối việc liên quan đến an nguy của tiêu nhất thiên lâm hàn là gì nhỏ của tiêu nhất thiên cô ta có quyền được biết cũng có nghĩa vụ giúp đỡ hai người rời khỏi phòng làm việc chủ tịch đi đến phòng họp các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Vương Thốn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đồng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện một tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.